Xin chào tất cả các bác và các anh em. Hôm nay thì trong cái lô hàng X5 này thì có một chiếc mang số Battelle DK5000 bản nội địa Trung Quốc. Thì gần đây thì cũng có một số các bác anh em hỏi em về cái dòng mang số DK5000. Thì hôm nay thì có một chiếc thôi. Nó có nhiều thì em cũng lấy nhiều hơn, thế nhưng mà nó có một chiếc. Và đôi khi nó là cái góc độ bạn hàng, gọi là anh em bạn hàng với nhau thì nó có một chiếc lẻ lẻ thì là anh em bạn hàng cũng gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Thế thì nói về cái đặc tính đi. Nói về cái đặc tính của Battelle. Battelle thì nó có hai bản, một bản quốc tế và một bản gọi nội địa. Bản nội địa thì chạy phần mềm tiếng Trung. Thế nhưng mà khi căn chỉnh trên mặt máy và hiển thị trên mặt máy ấy thì nó bằng tiếng Anh. Kể cả là các cái chữ ở trên các cái phím trên mặt máy này thì bằng tiếng Anh, và kể cả trên màn hình nó cũng hiển thị bằng tiếng Anh. Thế thì nói về cái đặc tính đi. Đặc tính thì về cái phần mềm thì nó khác rồi. Phần mềm thì nó chạy bản phần mềm riêng này. Bản quốc tế chạy phần mềm riêng và bản nội địa chạy phần mềm riêng. Về cái giao diện phím chức năng thì giống nhau. Chữ hiển thị ở trên phím cũng như trên màn hình là giống nhau. Thế còn cái đặc tính về âm sắc và effect thì như thế nào? Em thì cũng căn chỉnh rất nhiều và cũng có bán về cái dòng Battelle DK5000 bản nội địa và bản quốc tế. Thì nói về cái đặc tính về âm sắc và effect ấy, thì Battelle bản nội địa nó có một chất âm nó mềm mại. Thế còn cái bản quốc tế thì nó lại có một cái chất âm mà nó sáng sảnh, cũng giống như là sân xui nhá, cũng giống như sân xui DE1 là cái đời cao hơn của E80, E90. Thế nhưng nói về cái độ mềm mại thì dễ sử dụng, và độ mềm mại thì lại E80 và E90 là mềm mại hơn nhé. Cho nên cái này là em muốn chia sẻ các anh em về một cái quan niệm khi các anh em như vậy là mua vang số. Có những chiếc vang số đời cao chưa chắc đã phù hợp bằng những chiếc vang số đời thấp. Bản thân người làm người bán ấy phải nắm được cái đặc tính ở trên vang số và tư vấn cho các anh em một cách mà nó trung thực nhất, dựa trên một cái sự đánh giá thông qua cái kinh nghiệm và cái sự thẩm âm, để mà như vậy là tư vấn cho các bác anh em. Đầu tiên phải đánh giá cụ thể chính xác trên từng chiếc vang số, sau đó sẽ tư vấn cho các bác anh em khi mà mua và sử dụng. Giả dụ như mà các bác anh em đang sử dụng một cái bộ dàn mà nó đanh khô chẳng hạn, thì cái bản nội địa này thì lại hữu hiệu hơn so với bản quốc tế nhé. Chứ không phải là như vậy là bản quốc tế sẽ hay hơn cái bản nội địa, hay là bản nội địa sẽ hay hơn bản quốc tế, hay là kể cả là sân xui thế thôi. Không phải là như vậy là DA1 ra đời sau mà hay hơn là E80, E90 đâu nhé. Mà thậm chí E60 em cài cho rất nhiều các anh em còn cảm thấy hay. Đời sau có khi là nó thêm về chức năng, nó thêm về nhiều cái tính năng khác thôi. Chứ còn nói về chất âm ấy, chưa chắc đã hơn các đời trước đâu nhé. Thế thì đấy là gọi là liên hệ một chút sang cái dòng sân xui, bởi vì em cũng được va chạm và bán và cài đặt sân xui rất nhiều, từ E60, E80, E90 đến DE1. Thì nhiều các anh em có lẽ rằng là cứ nghĩ rằng là như vậy DE1 nó sẽ hay hơn là E80, E90. Không hẳn đâu. Thế thì lại quay trở lại với Battelle bản quốc tế thì nó sáng sạch. Thế còn bây giờ cái bản nội địa này thì lại mềm nhá. Bản nội địa này là mềm. Các bác có biết là tại sao mà như vậy cái effect của cái bản nội địa này nó mềm? Bây giờ như vậy là các bác nhìn cái bảng effect ở trên cái chiếc con số mà bản nội địa này, các bác thấy này, như thế này. Đấy, bản nội địa. Thì đối với một người gọi là bình thường ấy, ít được va chạm về vang số, chưa có sự thẩm âm ấy, thì nhìn vào đây là rối mắt. Nhìn vào cái bảng này là rối mắt. Thế nhưng mà đối với em là cái người mà gọi là chuyên nghiệp về vang số và căn chỉnh rất nhiều, rồi thông qua cái phản hồi người dùng ấy, sẽ có những cái đánh giá và có cái kinh nghiệm để cài cho các bác anh em. Thế còn ở trên cái dòng quốc tế hay là nội địa này là em làm cho các bác anh em là 8 chế độ khác nhau. Các bác anh em cứ ấn ở trên mặt máy, có thể là thông qua nút music, hoặc có thể là thông qua nút mic, hoặc là nút mic 1 cũng được, mà mic 2, mic 3 cũng được.
ở trên cái dòng bát heo bản quốc tế cũng như nội địa ấy, thì là sẽ gọi chương trình bằng nút music hoặc là nút effect hoặc là mic 1, mic 2 hoặc là mic 3. Tức là có 4 phím để cho các anh em gọi các chế độ em làm. Bởi vì em gom theo nhóm mà. Bởi khi em làm thì em gom theo nhóm. Nó có sẽ có là 8 cái chế độ khác nhau gom theo nhóm. Và khi gọi là thông qua các cái nút trên mặt máy. 4 nút trên mặt máy có thể gọi được. Thì quan trọng nhất như này là làm cho các anh em ấy là 8 chế độ là khá hay rồi. Bây giờ em sẽ tắt phần mềm đi nhé. Tắt phần mềm đi. Và bây giờ các bác sẽ thấy được trên mặt máy này. Quan trọng là làm cho các anh em là 8 chế độ khá hay rồi nhá. Đây bây giờ sẽ tắt đi này, khởi động lại này. Lúc nãy thì em cài trên máy tính này, bây giờ tắt đi này, bật lại này. Thì quan trọng ấy là cái người cài đặt làm cho các anh em khá hay. Rồi các anh em sẽ nắn chỉnh thêm nhá. Đây cái hiển thị ở màn hình này bằng tiếng Anh này. Music là hàng trên, mic là hàng giữa và effect là hàng cuối cùng nhá. Thế còn đây này, các cái nút là dụ như sub này, music này, input này, lưu này, main này, effect này, mic 1, mic 2. Thì ở đây ấy, thì nó hiển thị hoàn toàn bằng ấy nhá, đây music này, các bác thấy. Ấn music và ấn mũi tên nhá. Đây. Hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tức là dựa trên nền tảng của người làm tốt ấy, các anh em có thể nắn chỉnh thêm. Đây là phần music nhá, bằng tiếng Anh nhá. Phần sub này, ấn mũi tên. Hoặc là cái phần mic đi, ấn mic này, mic 1, mic 2 này. Đây nhá, ấn mic 1, mic 2 này. Mic 1, mic 2 này. Sau đó mũi tên này, đây các bác thấy. Hoàn toàn là bằng tiếng Anh nhé. Nhiều các anh em thì cứ ngại ngại là như vậy là bản quốc tế hay là bản nội địa. Thế nhưng mà khi chúng ta căn chỉnh ấy là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và dựa trên nền tảng người làm tốt rồi ấy, thì là như vậy là quốc tế hay là nội địa. Thì như vậy là các anh em cũng dễ dùng thôi. Cái cơ bản nhất là người làm sẽ căn chỉnh cho các anh em khá hay. Thế rồi các anh em sẽ nắn chỉnh thêm. Thì cái giá, nói về cái giá đi. Cái bản quốc tế thì thường thường là em bán 3 triệu 8, 4 triệu tùy theo như vậy là đẹp xấu. Thế nhưng đây là cái bản nội địa thì bán với các bác anh em là 3 triệu 6. 3 triệu 6 còn khá đẹp. Đây, 3 triệu 6 là khá đẹp. Thế còn bản quốc tế thì nó đắt hơn. Nó cũng theo cái giá nhập vào thôi. Bản quốc tế nhập vào cao hơn thì bán cao hơn. Còn bản nội địa nhập vào rẻ hơn thì bán rẻ hơn thôi. Quốc tế thường thường nó xoay quanh cỡ khoảng 38-40. Thế còn cái nội địa này nhập vào rẻ hơn thì bán rẻ hơn cho các anh em. 3 triệu 6 chiếc bằng số này. Các anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Thì em sẽ cài đặt cho các anh em là 8 chế độ khá hay. Các anh em cứ gọi ra dùng.